nhiều nhà tuyển dụng đang đau đầu tìm kiếm nhân sự phù hợp, trong khi đó, ở Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu lao động phổ thông tự do cần việc làm. Việc có là phần mềm được phát triển với cố gắng kết nối cùng các đối tác uy tín để cung cấp những công việc có mức thù lao cao cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho các lao động tự do. Theo đó, anh Phan Xuân Cảnh và Nguyễn Sơn Tùng đều là cựu nhân viên của Tikip. Năm 2015, Xuân Cảnh quyết định rời bỏ công ty cũ từng khăng khít một thời gian dài để khởi nghiệp với Việc Có, mong muốn tạo việc làm giúp các sinh viên đang có nhu cầu kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Hai founder trẻ tham gia chương trình với mong muốn tạo thêm được nhiều việc làm cho các sinh viên, lao động phổ thông tự do. Hiện nay chúng em tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, đã có khoảng 10 doanh nghiệp là khách hàng. Từ đầu 2019 đến nay, chúng em có 14.000 người đăng ký đi làm, doanh thu tăng 50% hàng tháng. Ở tháng gần đây nhất, Việc Có phát triển thu nhập gần 1,5 tỷ đồng cho các cộng tác viên. Chúng em thu 20% phí giao dịch. Tham gia chương trình, Việc Có kêu gọi 300.000 đô la Mỹ dạng trái phiếu chuyển đổi và discount 10% cho dòng sao co-founder Xuân Cảnh chia sẻ. Nền tảng này giúp quản lý người lao động bằng cách phần mềm công nghệ, chấm công ngay trên app. Tuy nhiên, các xa tỏ ra băn khoăn về sự thiếu sót trong chế độ bảo hiểm, đảm bảo an toàn, quyền lợi, sức khỏe cho người lao động của nền tảng này. Sa Nguyễn Thanh Việt cho rằng, nếu cá nhân Gamer Thủ gọi một nhóm 10 người vào làm việc cho Gamer Thủ thì không ai gọi, nhưng khi Gamer Thủ là doanh nghiệp thì lại là chuyện khác. Các vấn đề như thanh tra lao động, thuế, bảo hiểm xã hội cần phải đảm bảo đúng luật. Người ta sẽ gọi các Gamer Thủ về việc thuê lao động, trả lương. Đó cũng là lý do người ta thích làm hộ cá thể hơn doanh nghiệp. Nếu may mắn không có chuyện gì thì không sao, nhưng nhỡ có vấn đề, tai họa lao động thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Anh Nguyễn Sơn Tùng khẳng định Việc Có sẽ dần hoàn thiện các thủ tục, bổ sung biển sơ để xác thực danh tính, ngại nghiệm, tình trạng sức khỏe của người lao động, tiến đến đảm bảo tạo môi trường làm việc đáng tin tưởng cho các freelancer. Tỏ ra nhiệt tình và khá tuyệt hảo với cách điều hành doanh nghiệp của hai nhà đồng sáng lập Việc Có, giữa các Sa bất ngờ nảy ra một cuộc đại chiến. Sa Liên Cá Mập Xoàn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nhân văn, vì cộng đồng khẳng định. Bởi vì các em đã tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động, nên tôi rất thích. Nhưng tôi lúng túng về cách quản lý cho đúng, bởi vì đây là vấn đề liên quan đến con người. Thứ hai là cách gọi vốn của các Gamer Thủ không hợp với định hướng của tôi, nên tôi không đầu tư. Nhưng nếu có Sa nào góp vốn, tôi sẽ đồng hành. Màn gọi vốn làm nổ ra cuộc đại chiến giữa các cá mập, tranh giành để được rót vốn. Nhà sáng lập Việc Có cho hay, họ từng tìm việc làm cho nhiều Gamer Thủ sinh viên cần kiếm tiền kiếp để về quê ăn Tết. Dù chỉ còn một ngày là các Gamer Thủ mới phải về quê, nhưng vẫn cố gắng đăng ký đi làm để kiếm 300-500.000 tiền xe. Chúng tôi thực sự xúc động khi gặp gỡ những Gamer Thủ như vậy. Thế nên chúng tôi mong muốn phát triển công ty để giúp sức các Gamer Thủ sinh viên nhiều hơn nữa. Sau khi lắng nghe chia sẻ của các founder, Sa Hòa Bình đề nghị đầu tư 300.000 đô la Mỹ dạng trái phiếu chuyển đổi và discount 35% cho dòng sao, lãi suất 6%. Trong khi đó, Sa Mạnh Dũng đề nghị 300.000 đô la Mỹ dạng trái phiếu chuyển đổi, discount 20% cho dòng gọi vốn sao, kèm điều kiện cao 2,5 triệu đô la Mỹ, của Alifi Rao 1 triệu đô la Mỹ. Sa Phạm Thanh Hương đưa ra lựa chọn hào phóng hơn cho Việc Có, 300.000 đô la Mỹ dạng trái phiếu chuyển đổi. Phương án 1, discount 30% dòng sao, lãi suất 15%. Phương án 2, discount 20% dòng sao, lãi suất 20%. Có 3 trên 5 cá mập tranh nhau đầu tư, đưa ra hàng loạt cam kết khá ngọt ngào cùng một vị cá mập hứa sẽ đồng hành khiến hai founder trẻ không khỏi đau đầu lựa chọn. Nền tảng Việc Có quyết định sẽ bắt tay cùng với Sa Nguyễn Mạnh Dũng. Kết quả, sau khi hội ý, Việc Có quyết định sẽ bắt tay cùng với Sa Dũng và nhận về khoản đầu tư 300.000 đô la Mỹ dạng trái phiếu chuyển đổi.
hai founder trẻ cũng tỏ ra biết ơn và trân trọng những lời khuyên hữu ích cùng đề nghị hợp tác của các cá mập còn lại.